Dạ xin chào cô chú và các anh chị, em kênh Hiên Trần Vlog. Thì hôm nay cũng rất là vui vào ngày lễ. Thì có chị Huyền ở Malai, chị gửi những phần quà giúp cho những cô bác anh, cô bác lớn tuổi á, cũng cùng đồng cảnh và bệnh. Thì bây giờ mời cả nhà cùng đi với em để vô gặp trực tiếp các cô bác anh chị nha. Nhìn thấy những hoàn cảnh của mọi người rất là đáng thương. Nếu mà tới từng nhà thì em đi hơi khó khăn á. Cho nên là quá thì giờ em nhờ mọi người đưa ra tập trung nhà của ông bác bị tai biến nằm một chỗ nè. Rồi đây con chào bác. Dạ gì cứ ngồi đây. Thì nói chung là hôm nay con nhận được phần quà của chị Huyền ở Malai á. Thì chị muốn chia sẻ về cho mấy cô chú ở đây người chúc để cái chúc mua hộp sữa hay là cái bánh hay gì hả anh. Dạ thì bây giờ con dịp tới con nói thì giờ đại diện nói gì có thể cho bác Tám đại diện nói không chị Hiền nó là lớn con tuổi thôi chứ không vậy là cô Hiền. Yeah. Chào cô Hiền, cái gì thì tôi là vợ anh Thông Hồ Chí Lăng, cái gì cô cũng thay mặt trong cô bé ở trong cảm ơn cô là có lòng hảo tâm để giúp cho chúng tôi được một phần quà rất là quý. Thì giờ ngày hôm nay tôi không có gì hơn chúc chị Hiền cô Hiền khỏe mạnh, là có tấm lòng đỡ mề mình trang trải cái những gặp sự may mắn, là đó là điều hân hạnh nhất trên đời. Và hơn nữa là chúc cô gặp khỏe mạnh rồi. Bác Tám muốn nói gì không? Bác Tám muốn nói. Dạ được cho cái bánh chưa? Dạ nói đây bác nói đây được rồi bác. Nằm là ở tai biến nằm nay mười mấy năm rồi nằm tại chỗ. Cảm ơn cô Hiền giúp đỡ từ lòng hảo tâm cho cô bác khổ bệnh đau. Rồi sau cũng cảm ơn, trước là cảm ơn. Nhiều sau nữa là chúc cô mạnh khỏe, trẻ mãi không già, gặp nhiều may mắn dồi dào sức khỏe để giúp đỡ cho bà con. Chúc mừng cô nha. Dạ thì thứ năm bác nói gì không thứ năm? Dạ thưa với là cô bác anh chị là thứ năm là người bị tai nạn là do đưa cháu đi ra khám bệnh thì chẳng may thì gặp phải tai nạn giao thông xe taxi để uôn vào cô. Thì giờ cô có thể nói chiếu được không cô ạ? Cô gọi là tình trạng cô bị giờ như thế nào? Dạ, đỡ cái mic gần rồi. 5 năm rồi, ngồi chỗ mắt thì không thấy. Giờ nghe cô cho về thì tôi cũng rất mừng. Tôi cũng rất cảm ơn cô giúp đỡ cho tôi bị tai nạn không có làm cái điều động ăn được. Thì nó cũng cảm ơn cô Hiền. Chúc cô Hiền là có sức khỏe, dìu dào, may mắn. Bây giờ cũng không biết nói gì nữa hơn. Rồi. Dạ, rồi. Dạ thì chị Hiền gửi về cho 1 triệu thì con gửi ra đây trước đây con xin phép con gửi bác 38 thôi đếm thử đủ 200 không quay với em 200 dạ rồi ok một người.
Dạ, cảm ơn bác rất là nhiều. Dạ, đây là con xin gửi cho Dượng ngồi. Dượng ai đây ngồi xin lăng, gì đại diện nhận giùm con ạ. Dạ. Cảm ơn cô Hiền, đây là anh Thông, là ảnh bị tai nạn đi 6 năm. Anh ngồi xin lăng đã cảm ơn cô Hiền. Cảm ơn cô Hiền. Rồi đây là con xin phép con gửi con Năm. Con cảm ơn cô Hiền. Dạ rồi sau đây thì bác Bảy có thể giúp con dẫn vào sẵn gì con nhân con vào con thăm bác Bảy không? Con đi ngồi sau rồi. Dạ. Rồi còn chú Pha thì con còn chú Pha thì đã bác đi trước đây, bác đi trước đây con đi nào. Đưa cái mic bác bạn. Đây là nhà bác nằm ở sau nè. Bác ơi, bác lại bật cái đèn lên cho sáng này sao. Dạ, bác Bảy ơi, con lên thăm bác đây. Bác khỏe không? Cháu nó hỏi nói cũng ghê. Rồi đợi cái mic lại cho bác nói giùm con bác. Cũng ghê. Rồi cũng vậy hả? Dạ. Cháu Hiền nãy giờ cũng giúp đỡ ông tai biến năm nay nay mười mấy năm rồi coi như nằm được chỗ là nay hai năm nay đâu sau giờ cũng như con đại diện còn con Hiền cũng như giúp đỡ chúc mừng cho cô mạnh giỏi khỏe khoắn ngon lành giúp đỡ nhiều người nữa cũng sao vậy cảm ơn dạ con, dạ thì cái đây là phần quà của chị Hiền gửi cho thì nãy với con mới rồi thì giờ đã thăm bác thì con xin gửi cho bác được có uống sữa dạ rồi dạ cũng như là cuối cùng là cũng như cảm ơn nha cho em cho Hiền nha mạnh giỏi nha khỏe khoắn nhìn camera nè cháu cho mạnh giỏi khỏe khoắn miết trẻ mãi không già để giúp đỡ cho những người khổ cực những người đau bệnh đau cũng chúc mừng cháu nghe dạ, bác Bảy nhìn camera nữa mà cảm ơn cháu nhiều nghe giờ cô đây cũng dạy này con bác cô còn mồ quá mồ mà giờ phải nuôi nè giờ ai nuôi con nó khổ quá khổ đi làm không ai nuôi con mình cô mà mắt mũi không có thay đường thay dạ hả? Thì cuộc sống của thì nó cũng đổ qua già thôi thôi vậy dạ, cô Hiền những bệnh giỏi phải thắng ngon lành được à dạ thôi trước tiên này cũng cảm ơn chị Hiền rất là nhiều đã là tạo điều kiện cho em đi có dịp đi thăm tất cả mọi người và cùng chúc chị nhiều sức khỏe và thành công trên mọi lĩnh vực và con chúc bác mau khỏe cố gắng uống sữa để khỏe sống vui với con cháu. Dạ còn bây giờ thì xin phép dừng video tại đây. Cảm ơn mọi người cô dì chú bác đã dành và chút thời gian mà theo dõi kênh video cái video này. Còn bây giờ cho phép xin dừng video tại đây. Hẹn gặp lại. Xin chào và hẹn gặp lại. Cảm ơn cháu nhiều, cảm ơn cô Hiền nhiều.